Chiều ngày 10 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Joe Biden và đoàn đại biểu Hoa Kỳ. Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng thống Joe Biden, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng đây là một chuyến thăm rất đặc biệt. Lần đầu tiên, một Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Chuyến thăm cho thấy hai bên đều rất coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại của mình và trong chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm cũng thể hiện Hoa Kỳ coi trọng thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Việt Nam. Đây cũng là cột mốc rất quan trọng trên hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu trong bức thư tháng 2 vào năm 1946. Gửi Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman, đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Ngay sau lễ đón chính thức, từ Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden di chuyển đến trụ sở Trung ương Đảng tiến hành hội đàm.